Hiện nay, trước tình hình dịch bệnh tai xanh và dịch cúm gia cầm đang diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Nam đang nỗ lực khoanh vùng dập dịch. Tính đến ngày 27 tháng 2, tại Quảng Nam, dịch bệnh tai xanh đã xảy ra trên địa bàn của 37 xã thuộc 7 huyện là Quế Sơn, Nông Sơn, Đại Lộc, Điện Bàn, Thăng Bình, Duy Xuyên và Tiên Phước. Tổng số lợn mắc bệnh là hơn 4.400 con, số lợn tiêu hủy bắt buộc là 1.132 con, tổng trọng lượng tiêu hủy là hơn 47.700 kg, số lợn khỏi bệnh là 2.000 con, số lượng đang theo dõi bệnh là hơn 1.000 con. Qua tìm hiểu, hầu hết dịch xảy ra tại các ổ dịch cũ trên đàn lợn chưa được tiêm phòng. Để nhanh chóng khống chế dịch, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương tiêm bao vây, khoanh vùng tiêu độc khử trùng. Hiện tỉnh đã cấp phát cho thú y cơ sở gần 85.000 liều vaccine, trong đó số lượng vaccine đã được tiêm là hơn 65.000 liều. Bên cạnh đó, Chi cục Thú y Quảng Nam cũng đã cấp phát gần 9.000 lít hóa chất để tiêm tiêu độc khử trùng. Cái giải pháp đầu tiên và quyết định nhất hiện nay thì chúng tôi tập trung cái vaccine của bộ hỗ trợ để mà tiêm bao vây, khống chế cho hai cái địa phương này. Và chúng tôi hạ quyết tâm là trong thời gian từ 5 đến 7 ngày là phải tiêm xong, bao vây khống chế toàn bộ các cái số lợn ở trên hai cái địa bàn này. Ngoài ra những số vaccine khác thì chúng tôi sẽ ưu tiên cho một số địa phương để cũng thực hiện cái biện pháp bao vây và khống chế. Một cái giải pháp quan trọng thứ hai đấy là vấn đề tiêu độc khử trùng. Hiện nay ngoài cái số lượng hóa chất đã được bộ cung cấp mà tỉnh có xuất thêm kinh phí để mua đó, thì chúng tôi cũng yêu cầu các địa phương, đặc biệt là chỉ đạo cụ thể đến từng xã, từng thôn và các hộ gia đình phải tập trung cho cái việc chủ động tiêu độc khử trùng đối với xã mình, đối với thôn mình, đối với từng nhóm hộ một. Trong khi dịch lợn tai xanh đang bùng phát, thì tại huyện Phú Ninh đã xuất hiện hàng loạt gà chết có triệu chứng như cúm AH5N1. Sau khi lấy mẫu gửi đi xét nghiệm tại Đà Nẵng, ngày 23 tháng 2, Quảng Nam nhận được thông báo mẫu dương tính với cúm gia cầm. Ngày 24 tháng 2, lực lượng thú y tỉnh đã tổ chức tiêu hủy hơn 300 con gà. Sau khi đi kiểm tra phòng chống dịch một số địa bàn của tỉnh Quảng Nam, sáng ngày 27 tháng 2, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do ông Đàm Xuân Thành, Cục Phó Cục Thú Y đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam để bàn công tác chống dịch. Sáng 27 tháng 2 tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ giao nhận quân đợt 1 năm 2013. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo quân khu 7 cùng đại diện các ban ngành thành phố và người thân đã đến tiễn các tân binh lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đợt giao nhận quân lần này, ở quận Thủ Đức có 300 tân binh, đủ tiêu chuẩn về sức khỏe và trình độ, được giao cho các đơn vị. Trong đó có hơn 200 tân binh giao cho lực lượng hải quân. Có những thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ để rèn luyện cho mình bản lĩnh vững vàng hơn. Nhiều bạn đã và đang học tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn, cũng sẵn sàng làm nhiệm vụ của một công dân đối với Tổ quốc. Nghĩa vụ của một người thanh niên đối với đất nước. Em cũng biết đơn xin tình nguyện đi. Sắp tới thì em cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cái thời gian quá trình mà mình thực hiện nghĩa vụ quân sự. Và sau đó là có thể tiếp tục mình ở lại phục vụ lâu dài trong quân đội. Tới giây phút này thì em với các bạn ở đây thì rất là hăng hái sẵn sàng tham gia. Xa gia đình một thời gian em nghĩ cũng không lâu để có thể mình trưởng thành hơn. Sự sẵn sàng cống hiến sức trẻ và mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội không chỉ có ở mỗi thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự hôm nay mà đã được truyền lại từ các thế hệ đi trước. Đồng thời các bạn trẻ cũng nhận được sự động viên khích lệ tích cực từ chính người thân trong gia đình với mong muốn con em mình trưởng thành hơn trong môi trường quân đội. Đã có một cái nền tảng từ anh cho đến em thì luôn luôn sẵn sàng và trong mọi tình huống thì khi mà đã được đi nghĩa vụ đợt 1, đi khám nghĩa vụ đợt 1, đợt 2 thì gia đình luôn luôn động viên nếu trúng tuyển thì con sẵn sàng đi và để cho con một cái hành trang cho cuộc đời. Đang học cao đẳng. Cao đẳng nhưng mà năm nay ra trường mà có cái lệnh nhập quân đó cho nên em nó cũng tình nguyện đi rồi về học tiếp. Cái ý chí của cháu là đi phục vụ xong rồi về tiếp tục học lấy cái bằng đại học. Em đi như vậy thì bà cũng yên chí là cháu rất là ngoan.
Trong đợt 1 năm 2013, thành phố Hồ Chí Minh có 2.200 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Trong đó có 220 thanh niên các quận 5, quận 12, quận Thủ Đức và huyện Củ Chi được tham gia hải quân. Các tân binh khác được điều về các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ đội Biên phòng. Đa số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này đều có sức khỏe tốt, trình độ văn hóa cao. Trong đó có 1/4 số thanh niên nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Theo cái chỉ đạo của quân khu thì các địa phương chuẩn bị cái nguồn đảng viên để nhập ngũ, để tạo nguồn cho quân đội và địa phương sau này. Các địa phương sau khi rút kinh nghiệm năm 2012 thì chuẩn bị tốt hơn, chất lượng đảng viên năm nay cũng tốt hơn, sức khỏe cũng tốt hơn. Và đặc biệt là cái trình độ học vấn chiếm tỷ lệ, trình độ vẫn có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp vân vân thì đạt cái tỷ lệ rất cao. Đây có thể nói là một trong những cái tỷ lệ cao nhất so với công tác tuyển quân từ trước đến nay. Giờ phút chia tay người thân lên đường làm nhiệm vụ tổ quốc luôn có nhiều cảm xúc khác nhau trong mỗi tân binh. Nhưng niềm tự hào được đứng trong hàng ngũ quân đội, niềm vui được góp sức mình tham gia bảo vệ tổ quốc thân yêu và làm nghĩa vụ thiêng liêng đối với đất nước là động lực để nhiều bạn trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng lên đường nhập ngũ và rèn luyện phấn đấu để trưởng thành. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Thái Lan đưa tin, ngày 27 tháng 2, Diễn đàn Kinh doanh ASEAN 2013 đã được khai mạc tại Bangkok với sự tham dự của gần 600 đại biểu là doanh nhân trong khu vực ASEAN và các nhà đầu tư trên khắp thế giới. Với chủ đề thách thức và ưu tiên hướng tới AEC 2015, nắm bắt những giá trị nội lực, diễn đàn năm nay được coi là sẽ góp phần tạo ra nhận thức về một cộng đồng kinh tế ASEAN AEC, đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh đối với khu vực ASEAN nói chung và Thái Lan nói riêng. Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh cho biết, ASEAN đang trong quá trình hình thành một cộng đồng chung vào năm 2015 dựa trên 3 trụ cột: chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa, trong đó trụ cột kinh tế được đánh giá là quan trọng. Việc xây dựng thành công AEC sẽ góp phần bảo đảm sự thành công cho quá trình hội nhập của ASEAN. Việt Nam trong thời gian qua đã thực hiện tốt nhiều biện pháp trong quá trình hình thành cộng đồng chung ASEAN nói chung và AEC nói riêng. Sắp tới, Việt Nam sẽ tích cực tham gia các chương trình hành động để góp phần vào việc xây dựng thành công AEC, dẫn tới sự hội nhập thành công của ASEAN giai đoạn tiếp theo của năm 2015. Trong khuôn khổ hoạt động tại diễn đàn, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok đã tổ chức một gian triển lãm nhằm giới thiệu các cơ hội hợp tác đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Gian triển lãm thu hút sự quan tâm của khá nhiều doanh nghiệp Thái Lan. Thái Lan hiện đứng thứ 3 trong số các nước ASEAN đầu tư vào Việt Nam. Nguồn tài nguyên và nhân lực của Việt Nam là một trong những nhân tố tích cực khuyến khích các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư vào Việt Nam.